Nếu để tâm không mà ngồi tĩnh tọa, đó tức là chấp vô ký không. Này thiện tri thức, thế giới hư không hay bao hàm vạn vật, sắc tượng, mặt trời, mặt trăng, sao, núi, sông, đất liền, suối, khe, cỏ, cây, rừng, rậm, người lành, người dữ, pháp lành, pháp dữ, thiên đường, địa ngục, tất cả biển lớn, các núi tu di, thảy ở trong hư không, tánh không của người đời cũng lại như thế. Này thiện tri thức, tự tánh hay bao hàm, muôn pháp ấy là đại, muôn pháp ở trong tự tánh của mọi người. Nếu thấy tất cả người ác cùng với lành trọn đều không chấp không bỏ cũng không nhiễm trước, tâm cũng như hư không, gọi đó là đại, nên nói là Maha. Này thiện tri thức, người mê miệng nói, người trí tâm hành, lại có người mê để tâm rỗng không ngồi tĩnh tọa trong việc không cho nghĩ tự gọi là đại. Một bọn người này không nên cùng họ nói chuyện vì là tà kiến. Này thiện tri thức, tâm lượng rộng lớn khắp giáp cả pháp giới, dụng tức rõ ràng, phân minh ứng dụng, liền biết tất cả tức một, một tức tất cả. Đi lại tự do, tâm thể không bị ngăn ngại, tức là bát nhã. Này thiện tri thức, tất cả trí bát nhã đều từ tự tánh sanh, chẳng từ bên ngoài vào, chớ lầm dụng ý nên gọi là chân tánh tự dụng. Một chân thì tất cả chân, tâm lượng rộng lớn, không đi theo con đường nhỏ, miệng chớ chọn ngày nói không mà trong tâm chẳng tu hạnh này. Giống như người phàm tự xưng là quốc vương, chọn không thể được, không phải là đệ tử của ta. Này thiện tri thức, sao gọi là bát nhã? Bát nhã Trung Hoa dịch là trí tuệ, tất cả chỗ, tất cả thời, mỗi niệm không ngu thường hành trí tuệ, tức là bát nhã hạnh. Một niệm ngu tức bát nhã bạt, một niệm trí tức bát nhã sanh. Người đời ngu mê không thấy bát nhã, miệng nói bát nhã mà trong tâm thường ngu, thường tự nói tà tu bát nhã, niệm niệm nói không nhưng không biết được chân không. Bát nhã không có hình tướng, tâm trí tuệ ấy vậy. Nếu khởi hiểu như thế tức gọi là bát nhã trí. Sao gọi là ba la mật? Đây là lời nói của Ấn Độ, Trung Hoa dịch là đến bờ kia, giải nghĩa là lìa sanh diệt. Chấp cảnh thì sanh diệt khởi, như nước có sóng mòi, tức gọi là bờ này. Lìa cảnh thì không sanh diệt, như nước thường thông lưu, ấy gọi là bờ kia, nên gọi là ba la mật. Này thiện tri thức, người mê miệng tụng, chính khi đang tụng mà có vọng có quấy. Niệm niệm nếu hành bát nhã, ấy gọi là chân tánh. Người ngộ được pháp này, ấy là pháp bát nhã. Người tu hạnh này, ấy là hạnh bát nhã. Không tu tức là phàm, một niệm tu hành, tự thân đồng với Phật. Này thiện tri thức, phàm phu tức Phật, phiền não tức Bồ Đề. Niệm trước mê tức phàm phu, niệm sau ngộ tức Phật. Niệm trước chấp cảnh tức phiền não, niệm sau lìa cảnh tức Bồ Đề. Này thiện tri thức, Maha Bát Nhã Ba La Mật, tối tôn tối thượng tối đệ nhất, không trụ không qua cũng không lại, chư Phật ba đời từ trong đó mà ra. Phải dùng đại trí tuệ này đập phá ngũ uẩn phiền não trần lao, tu hành như đây quyết định thành Phật đạo, biến tam đội thành giới định tuệ. Này thiện tri thức, pháp môn của tôi đây từ một bát nhã phát sanh 84.000 trí tuệ. Vì cớ sao? Vì người đời có 84.000 trần lao, nếu không có trần lao thì trí tuệ thường hiện, chẳng lìa tự tánh. Người ngộ pháp này tức là vô niệm, vô ức, vô trước, chẳng khởi cuống vọng, dùng tánh chân như của mình lấy trí huệ quán chiếu đối với tất cả pháp không thủ không xả, tức là thấy tánh thành Phật đạo. Này thiện tri thức, nếu muốn vào pháp giới thậm thâm và bát nhã tam muội thì phải tu bát nhã hạnh, phải trì tụng kinh Kim Cang Bát Nhã, tức được thấy tánh, nên biết kinh này công đức vô lượng vô biên. Trong kinh này đã khen ngợi rõ ràng, không thể nói đầy đủ được. Pháp môn này là tối thượng thừa, vì những người đại trí mà nói, vì những người thượng căn mà nói. Những người tiểu căn tiểu trí nghe pháp này tâm sanh không tin. Vì cớ sao? Ví như có một trận mưa lớn khắp cả cõi nước, thành ấp chợ búa đều bị trôi dạt, cũng như trôi những lá táo. Nếu trận mưa lớn đó mưa nơi biển cả thì không tăng không giảm. Nhưng người đại thừa hoặc người tối thượng thừa nghe kinh Kim Cang thì tâm khai ngộ, thế nên biết bản tánh họ tự có trí bát nhã, tự dùng trí tuệ thường quán chiếu nên không nhờ văn tự. Thí như nước mưa không phải từ trời có, nguyên là từ rồng mà dấy lên, khiến cho tất cả chúng sanh, tất cả cỏ cây, hữu tình vô tình, thảy đều được đượm nhuần. Trong sông các dòng đều chảy vào biển cả hợp thành một thể, trí tuệ bát nhã nơi bản tánh chúng sanh cũng lại như thế. Này thiện tri thức, người tiểu căn nghe pháp môn đốn giáo này ví như là cỏ cây gốc rễ nhỏ, nếu bị mưa to thì đều ngả nghiêng không thể nào tăng trưởng được.
Người tiểu căn cũng lại như thế, vốn có trí tuệ bát nhã cùng với người đại trí, không sai biệt, nhân sao nghe pháp không thể khai ngộ. Vì do tà kiến chướng nặng, cội gốc phiền não sâu, ví như đám mây lớn che kín mặt trời, không có gió thổi mạnh thì ánh sáng mặt trời không hiện. Trí bát nhã cũng không có lớn nhỏ, vì tất cả chúng sanh tự tâm mê ngộ không đồng. Tâm mê bên ngoài thấy có tu hành, tìm Phật, chưa ngộ được tự tánh, tức là tiểu căn. Nếu khai ngộ đốn giáo, không thể tu ở bên ngoài, chỉ nơi tâm mình thường khởi chánh kiến, phiền não trần lao thường không bị nhiễm, tức là thế tánh. Này thiện tri thức, trong ngoài không trụ, đi lại tự do, hay trừ tâm chấp, thông đạt không ngại, hay tu hạnh này cùng kinh bát nhã vốn không sai biệt. Này thiện tri thức, tất cả kinh điển và các văn tự đại thừa tiểu thừa 12 bộ kinh đều nhân người mà an trí, nhân tánh trí tuệ mới hay dựng lập. Nếu không có người đời thì tất cả muôn pháp vốn tự chẳng có, thế nên biết muôn pháp vốn tự nhân nơi người mà dựng lập. Tất cả kinh sách nhân người mà nói có, nhân vì trong người kia có ngu và có trí. Người ngu là tiểu nhân, người trí là đại nhân. Người ngu hỏi nơi người trí, người trí vì người ngu mà nói pháp. Người ngu bỗng nhiên ngộ hiểu, tâm được khai, tức cùng với người trí không có khác. Này thiện tri thức, chẳng ngộ tức Phật là chúng sanh. Khi một niệm ngộ, chúng sanh là Phật, thế nên biết muôn pháp chọn ở nơi tự tâm, sao chẳng từ trong tự tâm liền thấy được chân như bản tánh. Kinh Bồ Tát Giới nói rằng, bản tánh của ta nguyên tự thanh tịnh, nếu biết được tự tâm thấy tánh đều thành Phật đạo. Kinh Tịnh Danh nói, liền khi đó bỗng hoát nhiên được bản tâm. Này thiện tri thức, xưa ta ở nơi ngũ tổ nhẫn, một phen nghe liền được ngộ, chóng thấy chân như bản tánh, nên đem giáo pháp này lưu hành, khiến cho người học đạo chóng ngộ được bồ đề. Mỗi người tự quán nơi tâm, tự thấy bản tánh. Nếu tự chẳng ngộ, phải tìm những bậc đại thiện tri thức, người hiểu được giáo pháp tối thượng thừa, chỉ thẳng con đường tránh, ấy là thiện tri thức có nhân duyên lớn, gọi là hóa đạo, khiến được thấy tánh. Tất cả pháp lành nhân nơi thiện tri thức mà hay phát khởi, ba đời chư Phật, 12 bộ kinh, ở trong tánh của người vốn tự có đủ, không có thể tự ngộ, thì phải cầu thiện tri thức chỉ dạy mới thấy. Nếu tự mình ngộ thì không nhờ cầu bên ngoài. Nếu một bè chấp bảo rằng phải nhờ thiện tri thức khác mong được giải thoát thì không có lẽ phải. Vì cớ sao? Trong tự tâm có tri thức tự ngộ. Nếu khởi tà mê vọng niệm điên đảo thì thiện tri thức bên ngoài tuy có giáo hóa chỉ dạy cứu cũng không thể được. Nếu khởi tránh chân bát nhã quán chiếu thì trong khoảng một sát na vọng niệm đều diệt. Nếu biết tự tánh một phen ngộ, tức đến quả vị Phật. Này thiện tri thức, trí tuệ quán chiếu trong ngoài sáng suốt, biết bản tâm mình. Nếu biết bản tâm, tức là gốc của sự giải thoát. Nếu được giải thoát, tức là bát nhã tam muội, tức là vô niệm. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả pháp mà tâm không nhiễm trước, ấy là vô niệm. Dụng tức khắp tất cả chỗ, cũng không dính mắc tất cả chỗ, chỉ thanh tịnh nơi bản tâm, khiến sáu thức ra sáu cửa, đối trong sáu trần, không nhiễm không tạp, đi lại tự do, thông dụng không kẻ, tức là bát nhã tam muội, tự tại giải thoát, gọi là vô niệm hạnh. Nếu trăm vật chẳng nghĩ, chính khi đó khiến cho niệm bật đi, ấy là pháp nhược, ấy gọi là biên kiến. Này thiện tri thức, người ngộ được pháp vô niệm thì muôn pháp đều thông. Người ngộ được pháp vô niệm thì thấy cảnh giới của chư Phật. Người ngộ được pháp vô niệm thì đến địa vị Phật. Này thiện tri thức, đời sau, người được pháp của ta đem pháp môn đốn giáo này đối với hàng người đồng kiến đồng hành phát nguyện thọ trì như là thờ Phật, cố gắng tu thân không dám lui sụt thì quyết định vào quả vị thánh, nhưng phải truyền trao từ trước đến giờ thầm truyền trao phó, chớ không được giấu kín tránh pháp. Nếu không phải là hàng đồng kiến đồng hành ở trong pháp môn khác thì không được truyền trao, e tổn tiền nhân kia, cứu kính vô ích, sợ người ngu không hiểu, chê bai pháp môn này, rồi trăm kiếp ngàn đời đoạn trùng tánh Phật. Này thiện tri thức, tôi có một bài tụng vô tướng, mỗi người phải tụng lấy, người tại gia, người xuất gia, chỉ y đây mà tu. Nếu không tự tu, chỉ ghi nhớ lời của tôi thì cũng không có ích gì. Nghe tôi tụng đây, thuyết thông và tâm thông như mặt trời giữa không, chỉ truyền pháp kiến tánh, ra đời phá tà tông. Pháp thì không đốn tiệm, mê ngộ có mau chậm, chỉ pháp kiến tánh này, người ngu không thể hiểu. Nói tuy có muôn thứ, trở về lý chỉ một, phiền não trong nhà tối, thường sanh mặt trời tuệ. Tà đến phiền não sanh, tránh đến phiền não dứt, tà tránh đều không dùng.
thanh tịnh mới hoàn toàn. Bồ đề vốn tự tánh khởi tâm tức là vọng, tâm tịnh ở trong vọng, chỉ tránh không ba chướng. Người đời nếu tu hành, tất cả chọn chẳng ngại, thường tự thấy lỗi mình, cùng đạo tức tương đương, xác loại tự có đạo, đều chẳng chướng ngại nhau, lìa đạo riêng tìm đạo, chọn đời không thấy đạo, lăng xăng qua một đời, kết cuộc tự sanh não. Muốn thấy đạo chân thật, hạnh chánh tức là đạo. Nếu không có tâm đạo, hạnh tối không thấy đạo. Người chân chánh tu hành, không thấy lỗi thế gian. Nếu thấy lỗi người khác, lỗi mình đã đến bên. Người quấy ta chẳng quấy, ta quấy tự có lỗi. Chỉ dẹp lỗi nơi tâm, phá trừ các phiền não. Yêu ghét chẳng bận lòng, duỗi thẳng hai chân ngủ. Muốn nghĩ, giáo hóa người, tự phải có phương tiện, chớ khiến người nghi ngờ, tức là tự tánh hiện. Phật pháp nơi thế gian, không lìa thế gian giác. Lì thế tìm bồ đề giống như tìm sừng thỏ. Chánh kiến gọi xuất thế, tà kiến là thế gian. Tà chánh đều dẹp sạch, tánh bồ đề hiện rõ. Tụng này là đốn giáo, cũng gọi thuyền đại pháp. Mê nghe trải nhiều kiếp, ngộ trong khoảng sát na. Thuyết thông cập tâm thông, như nhật sử hư không. Duy chuyển kiến tánh pháp, xuất thế phá tà tông. Pháp tức vô đốn tiệm, mê ngộ hữu chỉ tật. Chỉ thử kiến tánh môn, ngu nhân bất khả tất. Thuyết tức tuy vạn ban, hợp lý hoàn quy nhất. Phiền não ám trạch chung, thường tu sanh tuệ nhật. Tà lai phiền não trí, tránh lai phiền não trừ. Tà tránh câu bất dụng, thanh tịnh trí vô dư. Bồ đề bản tự tánh, khởi tâm tức thị vọng. Tịnh tâm tại vọng chung, đán tránh vô tam chướng. Thế nhân nhược tu đạo, nhất thiết tận bất phòng. Thường tự kiến kỳ quá, giữ đạo tức tương đương. Sắc loại tự hữu đạo, các bất tương phòng não. Ly đạo biệt mích đạo, trung thân bất kiến đạo. Ba ba độ nhất sinh, đáo đầu hoàn tự áo. Dục đắc kiến chân đạo, hạnh chánh tức thị đạo. Tự nhược vô đạo tâm, ám hạnh bất kiến đạo. Nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Nhược kiến tha nhân phi, tự phi khước thị tà. Tha phi ngã bất phi, ngã phi tự hiếu quá. Đáng tự khước phi tâm, đả trừ phiền não phá. Tăng ái bất quan tâm, trưởng thân lưỡng cước ngoạ. Dục nghĩ hóa tha nhân, tự tu hiếu phương tiện. Vật linh bỉ hiếu nghi, tức thị tự tánh hiện. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Đi thế minh bồ đề, khác như cầu thố giác. Chánh kiến danh xuất thế, tà kiến thị thế gian. Tà chánh tận khả đà khước, bồ đề tánh uyển nhiên. Thử tụng thị đốn giáo, diệt danh đại pháp truyền. Mê văn kinh lụy kiếp, ngộ tắc sát na gian. Tổ lại bảo, này ở chùa Đại Phạm, nói pháp đốn giáo này, khắp nguyện cả pháp giới chúng sanh, nghe lời nói này, đều được thấy tánh thành Phật. Khi ấy vi sử quân, cùng quan liêu đạo tục nghe tổ nói, không ai mà chẳng tỉnh ngộ, đồng thời làm lễ đều tán thán. Lành thay, đâu ngờ ở lãnh nam có Phật ra đời. Phẩm thứ ba, nghi vấn. Một hôm, vì thứ sử, vì tổ thiết đại hội trai, trai xong, thứ sử thỉnh tổ đăng tòa, quan liêu sĩ thứ đều thành kính lễ bái, hỏi rằng: đệ tử nghe hòa thượng thuyết pháp thật không thể nghĩ bàn, này có một ít nghi, cúi mong ngài đại từ đại bi đặc biệt vì giải nói. Tổ bảo có nghi liền hỏi, tôi sẽ vì các ông mà nói. Thứ sử thưa: hòa thượng nói pháp đâu không phải là tông chỉ của tổ Đạt Ma ư? Tổ bảo: đúng vậy. Thứ sử thưa: đệ tử nghe tổ Đạt Ma khi mới đến vua Lương Võ Đế, Võ Đế hỏi: chấm một đời cất chùa Độ Tăng, bố thí thiết trai có những công đức gì? Tổ Đạt Ma bảo: thật không có công đức. Đệ tử chưa thấu được lẽ này, cúi mong hòa thượng vì nói. Tổ bảo: thật không có công đức, chớ nghi lời của bậc tiên thánh. Võ Đế tâm tà không biết chánh pháp, cất chùa Độ Tăng, bố thí thiết trai, đó gọi là cầu phước, chớ không thể đem phước đổi làm công đức. Công đức là ở trong pháp thân, không phải do tu phước mà được. Tổ lại nói: thế tánh là công, bình đẳng là đức. Mỗi niệm không ngưng trệ, thường thấy bản tánh diệu dụng chân thật gọi là công đức. Trong tâm khiêm hạ là công, bên ngoài hành lễ phép là đức. Tự tánh dựng lập muôn pháp là công, tâm thể lìa niệm là đức. Không lìa tự tánh là công, ứng dụng không nhiễm là đức.
Nếu tìm công đức pháp thân, chỉ y nơi đây mà tạo là chân công đức. Nếu người tu công đức, tâm tức không có khinh, thường hành khắp kinh. Tầm thường khinh người, ngô ngã không dứt, tức là không công, tự tánh hư vọng không thật, tức tự không đức, vì ngô ngã tự đại thường khinh tất cả. Này thiện tri thức, mỗi niệm không có gián đoạn là công, tâm hành ngay thẳng là đức, tự tu tánh là công, tự tu thân là đức. Này thiện tri thức, công đức phải là nơi tự tánh mà thấy, không phải do bố thí cúng dường mà cầu được, ấy là phước đức, cùng với công đức khác nhau. Võ đế không biết chân lý, không phải tổ sư tạp có lỗi. Thứ sử lại hỏi, đệ tử thường thấy tăng tục niệm Phật A-di-đà, nguyện sanh Tây Phương, thỉnh hòa thượng nói được sanh nơi cõi kia chăng, nguyện vì phá cái nghi này. Tổ bảo sử quân khéo lắng nghe, huệ năng sẽ vì nói, Thế Tôn ở trong thành Xá Vệ, nói Tây Phương dẫn hóa, kinh văn rõ ràng cách đây không xa, nếu luận về tướng mà nói số dặm có 10 muôn 8 ngàn, tức là trong thân có 10 ác và 8 tà, liền là nói xa là vì kẻ hạ căn, nói gần là vì những người thượng trí. Người có hai hạ nhưng pháp không có hai thứ, mê ngộ có khác, thế có mau chậm. Người mê niệm Phật cầu sanh về cõi kia, người ngộ tự tịnh tâm mình, sở dĩ Phật nói, tùy tâm tịnh liền được cõi Phật tịnh. Sử quân, người phương Đông chỉ tâm mình tịnh liền không có tội, tuy người phương Tây tâm không tịnh cũng có lỗi. Người phương Đông tạo tội niệm Phật cầu sanh về phương Tây, còn người phương Tây tạo tội niệm Phật cầu sanh cõi nào? Phàm phu không rõ tự tánh, không biết trong thân tịnh độ, nguyện Đông nguyện Tây, người ngộ ở chỗ nào cũng vậy. Cho nên Phật nói, tùy chỗ mình ở hằng được an lạc, sử quân tâm địa chỉ không có bất thiện, thì Tây Phương cách đây không xa. Nếu ôm lòng chẳng thiện, niệm Phật vãng sanh khó đến. Này khuyên thiện tri thức trước nên dẹp trừ thập ác, tức là đi được 10 muôn, sau trừ 8 cái tà, bèn qua được 8 ngàn. Mỗi niệm thấy tánh thường hành bình trực, đến như trong khải móng tay liền thấy Đức Phật A-di-đà. Sử quân, chỉ hành 10 điều thiện đâu cần lại nguyện vãng sanh, không đoạn tâm thập ác, thì Phật nào đón tiếp? Nếu ngộ được đốn pháp vô sanh, thấy Tây Phương chỉ trong khoảng sát na, còn chẳng ngộ niệm Phật cầu sanh thì con đường xa làm sao đến được. Huệ năng vì mọi người rời cõi Tây Phương trong khoảng sát na ở trước mắt, khiến cho quý vị được thấy, quý vị có muốn thấy hay chăng? Chúng đều đảnh lễ thưa rằng, nếu ở cõi này mà thấy được thì đâu cần phải nguyện vãng sanh. Nguyện hòa thượng từ bi liền hiện Tây Phương khiến cho tất cả được thấy. Tổ bảo, này đại chúng, người đời tự sắc thân là thành, mắt tai mũi lưỡi là cửa, ngoài có 5 cửa, trong có cửa ý. Tâm là đất, tánh là vua, vua ở trên đất tâm, tánh còn thì vua còn, tánh đi mất thì vua mất. Tánh ở thì thân tâm còn, tánh đi thì thân tâm hoại. Phật nhằm trong tánh mà tạo, chứ hướng ra ngoài mà cầu. Tự tánh mê tức là chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật. Từ bi tức là Quán Thế Âm, hỷ xả gọi là Đại Thế Chí. Hay tịnh tức là Đức Thích Ca, bình trực tức là Phật Di Đà. Nhân ngã ấy là tu di, tà tâm là biển. Phiền não là sóng ngòi, độc hại là rồng dữ, hư vọng là quỷ thần, trần lao là rùa chạy, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh. Này thiện tri thức, thường làm 10 điều lành thì thiên đường liền đến, trừ nhân ngã thì núi tu di ngã, dẹp được tham dục thì biển nước ác khô, phiền não không thì sóng mỏi mất, độc hại trừ thì rồng cá đều dứt. Ở trên tâm địa mình là giác tánh Như Lai phóng đại quang minh, ngoài chiếu 6 cửa thanh tịnh, hay phá 6 cõi trời dục, tự tánh trong chiếu 3 ác, tức liền trừ địa ngục, vân vân. Các tội một lúc đều tiêu diệt, trong ngoài sáng tột chẳng khác với cõi Tây Phương. Không chịu tu như thế này làm sao đến được cõi kia? Đại chúng nghe nói rồi đều rõ ràng thấy được tự tánh, thảy đều lễ bái, đều tán thán. Lành thay, thưa rằng khắp nguyện pháp giới chúng sanh nghe một thời liền ngộ hiểu. Tổ bảo, này thiện tri thức, nếu muốn tu hành tại gia cũng được, không cần ở chùa. Người tại gia mà hay hành như người ở phương Đông mà tâm được thiện, còn người ở chùa mà không tu cũng như người ở phương Tây mà tâm ác. Chỉ tâm thanh tịnh tức là tự tánh Tây Phương. Thứ sử Vi Cử lại hỏi, người tại gia làm sao tu hành, cúi xin ngài vì chỉ dạy. Tổ bảo, tôi vì đại chúng làm một bài tụng vô tướng, chỉ y đây mà tu.
thường cùng tôi đồng ở không khác. Nếu không tu như thế này, dù có cạo tóc xuất gia, đối với đạo cũng không có ích gì. Tụng rằng: tâm bình không nhọc, giữ giới hạnh thẳng, không cần tu thiền. Ân thì nuôi dưỡng cha mẹ, nghĩa thì trên dưới thương nhau, nhường thì trên dưới hỏa mục, nhẫn thì các ác không ổn. Nếu hay rủi cây ra lửa, trong bùn quyết mọc sen hồng. Đắng miệng tức là thuốc hay, nghịch tai là lời ngay thẳng. Sửa lỗi ắt sanh trí tuệ, giữ quấy trong tâm không hiền. Mỗi ngày thường làm lợi ích, thành đạo không do thí tiền. Bồ đề chỉ hướng tâm tìm, đâu nhọc hướng ngoại cầu huyền. Nghe nói y đây tu hành, cực lạc chỉ ngay trước mắt. Tâm bình hà lao chỉ giới, hạnh trực hà dụng tu thiền. Thần tắc, ẩn tắc thân dưỡng phụ mẫu, nghĩa tắc thượng hạ tương lân, nhượng tắc tôn ti hỏa mục, nhẫn tắc chúng ác vô huyên, nhược năng toàn mộc xuất hà, ứ nê định sanh hồng liên, khổ khẩu đích thị lương dược, nghịch nhĩ tức thị trung ngôn, cải quá tức sanh trí tuệ, hộ đoàn tâm nội phi hiền. Nhật tụng thường hành nhiêu ích, thành đạo phi do thí tiền. Bồ đề chỉ hướng tâm mích, hà lao hướng ngoại cầu huyền. Thính thuyết ư thị tu hành Tây phương chỉ tại mục tiền. Tổ lại bảo: này thiện tri thức, thầy phải y kệ đây mà tu hành, nhận lấy tự tánh thẳng đó thành đạo. Pháp không đợi nhau, mọi người hãy giải tán, tôi trở về Tào Khê. Nếu chúng có nghi lại đến hỏi nhau. Khi ấy thứ sử Quan Liêu ở trong hội, kẻ thiện nam tín nữ mỗi người đều được khai ngộ, tín thọ vâng làm. Phẩm thứ tư, định tuệ. Tổ dạy chúng: này thiện tri thức, pháp môn của ta đây lấy định tuệ làm gốc. Đại chúng chớ lầm nói định tuệ riêng, định tuệ một thể không phải là hai. Định là thể của tuệ, tuệ là dụng của định. Ngay khi tuệ, định ở tại tuệ. Ngay khi định, tuệ ở tại định. Nếu biết được nghĩa này, tức là cái học định tuệ bình đẳng. Những người học đạo chớ nói trước định rồi sau mới phát tuệ, trước tuệ rồi sau mới phát định, mỗi cái riêng khác. Khởi cái thấy như thế ấy thì pháp có hai tướng. Miệng nói lời thiện mà trong tâm thì không thiện, thì không có định tuệ không bình đẳng. Nếu tâm miệng đều là thiện, trong ngoài một thứ, định tuệ tức là bình đẳng. Tự ngộ tu hành không ở chỗ tranh cãi. Nếu tranh trước sau, tức là đồng với người mê, không dứt sự hơn thua, trở lại tâm ngã và pháp không lìa bốn tướng. Này thiện tri thức, định tuệ ví như cái gì? Ví như ngọn đèn và ánh sáng. Có ngọn đèn tức có ánh sáng, không đèn tức là tối. Đèn là thể của ánh sáng là dụng của đèn. Tên tuy có hai mà thể vốn đồng một, pháp định tuệ này cũng là như thế. Tổ dạy chúng: này thiện tri thức, nhất hạnh tam muội là đối với tất cả chỗ đi đứng ngồi nằm thường hành một trực tâm ấy vậy. Kinh Tịnh Danh nói trực tâm là đạo tràng, trực tâm là tịnh độ. Tâm chớ làm những chuyện xiềm khúc, miệng chỉ nói trực, miệng nói nhất hạnh tam muội mà không hành trực tâm. Còn hành trực tâm đối với tất cả pháp chớ có chấp trước. Người mê chấp pháp tướng, chấp nhất hạnh tam muội, chỉ nói ngồi không động, tâm vọng không khởi, tức là nhất hạnh tam muội. Người khởi hiểu thế này tức là đồng với vô tình, trở lại là nhân duyên chứng đạo. Này thiện tri thức, đạo phải thông lưu, do đầu trở lại ngưng trệ. Tâm không trụ nơi pháp, đạo tức là thông lưu. Tâm nếu trụ pháp gọi là tự phược, nếu nói thường ngồi không động, ấy chỉ như ngài Xá Lợi Phất ngồi yên trong rừng, lại bị ngài Duy Ma Cật quở trách. Này thiện tri thức, lại có người dạy ngồi khán tâm quán tịnh, không động không khởi, từ đây mà lập công khóa. Người mê không hiểu, điển chấp thành ra điên cuồng. Những người như thế này thật là đông, dạy nhau như thế nên biết đó là lầm lớn. Tổ dạy chúng: này thiện tri thức, xưa này chánh giáo không có đốn tiệm, tánh người tự có lợi và độn, người mê thì lần lần khế hợp, người ngộ thời chóng tu, tự biết bản tâm, tự thấy bản tánh, tức là không có sai biệt, do đó nên lập giả danh đốn tiệm. Này thiện tri thức, pháp môn của ta đây từ trước đến nay, trước lập vô niệm làm tông, vô tướng làm thể, vô trụ làm bản. Vô tướng là đối với tướng mà lìa tướng, vô niệm là đối với niệm mà không niệm, vô trụ là bản tánh của người. Ở thế gian nào là thiện ác tốt xấu, cho đến những việc oán cùng với thân, ngôn ngữ xúc chạm, hư dối tranh đua, vân vân, thể đều đem về không, không nghĩ trả thù hại lại. Trong mỗi niệm không nghĩ cảnh trước, nếu niệm trước, niệm hiện tại, niệm sau,
trong mỗi niệm tương tục không dứt gọi là hệ phược, trói buộc. Đối trên các pháp mỗi niệm không trụ, tức là không phược. Đây là lấy vô trụ làm gốc. Này thiện tri thức, ngoài lìa tất cả tướng gọi là vô tướng, hay lìa nơi tướng tức là pháp thể thanh tịnh, đây là lấy vô tướng làm thể. Này thiện tri thức, đối trên các cảnh tâm không nhiễm gọi là vô niệm. Đối trên niệm thường lìa các cảnh, chẳng ở trên cảnh mà sanh tâm. Nếu chỉ trăm vật chẳng nghĩ, niệm phải trừ hết, một niệm dứt tức là chết, rồi sẽ sanh nơi khác, ấy là lầm to. Người học đạo suy nghĩ đó, nếu không biết cái ý của pháp thì tự lầm còn có thể, lại dạy người khác là không nên, tự mê không thấy lại còn chê bai kinh Phật. Vì thế nên lập vô niệm làm tông. Này thiện tri thức, thế nào lập vô niệm làm tông? Chỉ vì miệng nói thấy tánh, người mê ở trên cảnh có niệm, trên niệm lại khởi tà kiến, tất cả trần lao vọng tưởng từ đây mà sanh, tự tánh vốn không một pháp có thể được. Nếu có sở đắc vọng nói họa phước, tức là trần lao tà kiến, nên pháp môn này lập vô niệm làm tông. Này thiện tri thức, vô là vô việc gì, niệm là niệm vật nào? Vô đó là không có hai tướng, không có các tâm trần lao. Niệm là niệm chân như bản tánh, chân như tức là thể của niệm, niệm tức là dụng của chân như. Chân như tự tánh khởi niệm, không phải mắt tai mũi lưỡi hay khởi niệm. Chân như có tánh cho nên khởi niệm, chân như nếu không có tánh thì mắt tai sắc thanh chính khi ấy liền họa. Này thiện tri thức, chân như tự tánh khởi niệm, sáu căn tuy có thấy nghe hiểu biết mà không nhiễm muôn cảnh, mà chân tánh thường tự tại, nên kinh nói hay khéo phân biệt các pháp tướng mà đối với nghĩa đệ nhất không có động. Phẩm thứ năm, tọa thiền. Tổ dạy chúng, pháp môn tọa thiền này vốn không chấp nơi tâm, cũng không chấp nơi tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biết tâm như huyễn nên không có chỗ chấp vậy. Nếu nói chấp tịnh, tánh người vốn là tịnh, bởi vì vọng niệm che đậy chân như, chỉ không có vọng tưởng thì tự tánh tự thanh tịnh. Khởi tâm chấp tịnh, trở lại sanh ra cái tịnh vọng. Vọng không có chỗ nơi, chấp ấy là vọng, tịnh không hình tướng trở lại lập tướng tịnh, nói là công phu. Người khởi kiến giải này là chướng tự bản tánh, trở lại bị tịnh trói. Này thiện tri thức, nếu người tu hạnh bất động, chỉ khi thấy tất cả người không thấy việc phải quấy, tốt xấu lỗi lầm của người tức là tự tánh bất động. Này thiện tri thức, người mê thân tuy bất động, mở miệng liền nói việc phải quấy, hay giờ tốt xấu của người là cùng đạo đã trái nhau, chấp tâm chấp định tức là chướng đạo. Tổ dạy chúng, này thiện tri thức, sao gọi là tọa thiền? Trong pháp môn này không chướng không ngại, ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác, tâm niệm chẳng khởi gọi là tọa. Trong thấy tự tánh chẳng động gọi là thiền. Này thiện tri thức, sao gọi là thiền định? Ngoài lìa tướng là thiền, trong chẳng loạn là định. Ngoài nếu chấp tướng, trong tâm tức loạn. Ngoài nếu lìa tướng tâm tức chẳng loạn, bản tánh tự định. Tự tịnh tự định chỉ vì thấy cảnh, suy nghĩ cảnh tức là loạn. Nếu thấy các cảnh mà tâm chẳng loạn ấy là chân định vậy. Này thiện tri thức, ngoài lìa tướng tức là thiền, trong chẳng loạn tức là định. Ngoài thiền trong định ấy gọi là thiền định. Kinh Bồ Tát Giới nói, bản tánh của ta vốn tự thanh tịnh. Này thiện tri thức, trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh thanh tịnh, tự tu tự hành, tự thành Phật đạo. Phẩm thứ sáu, sám hối. Khi ấy tổ thấy sĩ thứ bốn phương từ Quảng Châu, Thiểu Châu đưa nhau đến trong núi nghe pháp, tổ mới đăng tòa bảo chúng: đến đây các thiện tri thức, tánh này phải từ trong tự tánh mà khởi, trong tất cả thời mỗi niệm tự tịnh tâm kia, tự tu tự hành, thấy pháp thân của mình, thấy tâm Phật của mình, tự độ tự giới mới được. Không nhỏ đến đây, đã từ xa đến một hội ở đây đều cùng có duyên, nay có thể mỗi vị quỳ gối trước tôi vì truyền cho tự tánh ngũ phần pháp thân hương, kế đó là cho vô tướng sám hối. Chúng đều quỳ gối, tổ bảo: một là giới hương, tức là trong tâm mình không có quấy, không có ác, không tật đố, không tham sân, không cướp hạn, gọi là giới hương. Hai là định hương, tức là thấy các cảnh tướng thiện ác, tự tâm chẳng loạn, gọi là định hương. Ba là tuệ hương, là tâm mình không ngại, thường dùng trí tuệ quán chiếu tự tánh, chẳng tạo các ác, tùy tu các hạnh lành mà tâm không chấp trước, kính bậc trên, thương kẻ dưới, cứu giúp người cô bần, gọi là tuệ hương.
Bốn là giải thoát hương, tức tự tâm mình không có chỗ phan duyên, chẳng nghĩ thiện, chẳng nghĩ ác, tự tại vô ngại, gọi là giải thoát hương. Năm là giải thoát tri kiến, hương tự tâm đã không có chỗ phan duyên thiện ác, không thể trầm không trệ tịch, tức phải học rộng nghe nhiều, biết bản tâm mình, đạt được lý của chư Phật, hòa quang tiếp vật, không ngã không nhân, thẳng đến bồ đề, chân tánh không đổi, gọi là giải thoát tri kiến hương. Này thiện tri thức, hương này mỗi người tự huân ở trong, chớ hướng ra ngoài tìm. Này tôi vì các ông trao vô tướng sám hối, để diệt tội trong ba đời, khiến được ba nghiệp thanh tịnh. Này thiện tri thức, mỗi người đồng thời nói theo lời tôi. Đệ tử chúng con từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, mỗi niệm không bị ngu mê làm nhiễm. Từ trước có những nghiệp ác ngu mê, vân vân, các tội, thảy đều sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt, hằng không khởi lại. Đệ tử chúng con từ niệm trước, niệm hiện nay và niệm sau, mỗi niệm không bị kiêu cuống làm nhiễm. Từ trước có những nghiệp ác, kiêu cuống, vân vân, các tội, thảy đều sám hối, nguyện một thời tiêu diệt, hằng không trở lại. Đệ tử chúng con từ niệm trước, niệm hiện tại và niệm sau, mỗi niệm không bị tật đố làm nhiễm. Từ trước có những nghiệp ác, tật đố, vân vân, các tội, thảy đều sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt, hằng không khởi lại. Này thiện tri thức, về trước là vô tướng sám hối. Thế nào gọi là sám, thế nào gọi là hối? Sám là sám những lỗi về trước. Từ trước có những nghiệp ác ngu mê, kiêu cuống, tật đố, vân vân, các tội, thảy đều sám hết, hằng không khởi lại, đó gọi là sám. Hối là hối những lỗi về sau. Từ nay về sau có những nghiệp ác ngu mê, kiêu cuống, tật đố, vân vân, các tội, này đã giác ngộ, thảy đều hằng đoạn, lại không tạo lại, ấy gọi là hối, nên gọi là sám hối. Người phàm phu ngu mê chỉ biết sám lỗi trước, chẳng biết hối lỗi sau. Do vì không hối nên tội trước chẳng diệt, lỗi sau lại sanh. Tội trước đã chẳng diệt, lỗi sau lại sanh, sao gọi là sám hối được? Này thiện tri thức, đã sám hối xong, vì thiện tri thức phát tứ hoằng thệ nguyện, mỗi người phải dụng tâm tránh lắng nghe. Tự tâm chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, tự tâm phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, tự tánh pháp môn vô tận thệ nguyện học, tự tánh vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành. Này thiện tri thức, cả thầy Đâu Trọng nói, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nói thế ấy và lại không phải là huệ năng độ. Này thiện tri thức, chúng sanh trong tâm, chỗ gọi tâm tà mê, tâm cuống vọng, tâm bất thiện, tâm tật đố, tâm ác độc, những tâm như thế chọn là chúng sanh. Mỗi người nên tự tánh tự độ, ấy gọi là chân độ. Sao gọi là tự tánh tự độ? Tức tự trong tâm những chúng sanh tà kiến phiền não ngu si, đem chánh kiến mà độ. Đã có chánh kiến bèn sử dụng trí bát nhã, đánh phá những chúng sanh ngu si mê vọng. Mỗi mỗi tự độ, tà đến thì chánh độ, mê đến thì ngộ độ, ngu đến thì trí độ, ác đến thì thiện độ. Độ như thế gọi là chân độ. Lại phiền não vô biên thệ nguyện đoạn, đem tự tánh bát nhã trí, trừ tâm tư tưởng hư vọng ấy vậy. Lại pháp môn vô tận thệ nguyện học, phải tự thấy tánh của mình thường hành chánh pháp, ấy gọi là chân học. Lại vô thượng Phật đạo thệ nguyện thành, đã thường hay hạ tâm hành nơi chân chánh, lìa mê lìa giác, thường sanh bát nhã, trừ chân trừ vọng, tức thấy được Phật tánh, liền ngay nơi lời nói, liền thành Phật đạo, thường nhớ tu hành, ấy là phát nguyện lực. Này thiện tri thức, nay phát tứ hoằng thệ nguyện rồi, lại vì thiện tri thức mà trao vô tướng tam quy y giới. Này thiện tri thức, quy y giác lưỡng túc tôn, quy y chánh ly dục tôn, quy y tịnh chúng trung tôn. Từ ngày nay trở đi xưng giác làm thầy, lại chẳng quy y tà ma ngoại đạo, dùng tự tánh tam bảo thường tự chứng minh. Khuyên thiện tri thức quy y tự tánh tam bảo, Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh vậy. Tự tâm quy y giác, tà mê chẳng sanh, thiểu dục tri túc hay lìa tài sắc, gọi là lưỡng túc tôn. Tự tâm quy y chánh, niệm niệm không tà kiến, vì không tà kiến tức là không nhân ngã, cống cao tham ái, chấp trước, gọi là ly dục tôn. Tự tâm quy y tịnh, tất cả cảnh giới trần lao ái dục, tự tánh đều không nhiễm trước, gọi là chúng trung tôn. Nếu tu hạnh này, ấy là tự quy y. Phàm phu không hiểu từ sáng đến tối, thọ tam quy giới, nếu nói quy Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy Phật, thì nương vào chỗ nào mà quy? Nói lại thành vọng. Này thiện tri thức, mỗi người tự quan sát, chớ lầm dụng tâm. Kinh văn rõ ràng, nói tự quy y Phật, chẳng nói quy y với Phật khác. Tự Phật mà chẳng quy, thì không có chỗ nào mà y được.
Này đã tự ngộ, mỗi người phải quy y tự tâm tam bảo, trong thì điều hòa tâm tánh, ngoài thì cung kính mọi người, ấy là tự quy y vậy. Này thiện tri thức, đã quy y tự tam bảo xong, mỗi người phải trí tâm. Tôi vì nói một thể ba thân tự tánh Phật, khiến các ông thấy được ba thân rõ ràng, tự ngộ, tự tánh. Phải nói theo tôi, nơi tự giác thân quy y thanh tịnh pháp thân Phật, nơi tự giác thân quy y viên mãn báo thân Phật, nơi tự giác thân quy y thiên bá ước hóa thân Phật. Này thiện tri thức, giác thân là nhà cửa, không thể nói quy hướng. Ba thân Phật ở trong tự tánh người đời thảy đều có, vì tự tâm mê không thấy tánh ở trong nên chạy ra ngoài tìm ba thân Như Lai, chẳng thấy ở trong thân có ba thân Phật. Các ông lắng nghe tôi nói, khiến các ông ở trong tự thân thấy được tự tánh có ba thân Phật. Ba thân Phật này từ nơi tự tánh sanh, chẳng phải tự ngoài mà được sanh. Sao gọi là thanh tịnh pháp thân Phật? Người đời bản tánh là thanh tịnh, muôn pháp từ nơi tánh mà sanh. Suy nghĩ tất cả việc ác, tức sanh hạnh ác. Suy nghĩ tất cả việc lành, tức sanh hạnh lành. Như thế hết các pháp ở trong tự tánh, như trời thường trong, mặt trời mặt trăng thường sáng. Vì mây che phủ nên ở trên sáng, ở dưới tối. Chợt gặp gió thổi, mây tan, trên dưới đều sáng, vạn tượng đều hiện. Tánh của người đời thường phủ du như là mây trên trời kia. Này thiện tri thức, trí như mặt trời, tuệ như mặt trăng. Trí tuệ thường sáng do bên ngoài chấp cảnh, nên bị mây nổi vọng niệm, che phủ tự tánh, không được sáng suốt. Nếu gặp thiện tri thức, nghe được pháp chân chánh, tự trừ mê vọng, trong ngoài đều sáng suốt, nơi tự tánh muôn pháp đều hiện. Người thấy tánh cũng là như thế, ấy gọi là thanh tịnh pháp thân Phật. Này thiện tri thức, tự tâm quy y tự tánh là quy y chân Phật. Tự quy y là trừ bỏ trong tự tánh tâm bất thiện, tâm tật đố, tâm xiểm khúc, tâm ngô ngã, tâm cuống vọng, tâm khinh người, tâm lớn người, tâm tà kiến, tâm cống cao và hạnh bất thiện trong tất cả thời. Thường tự thấy lỗi mình, chẳng nói tốt xấu của người khác, ấy là tự quy y. Thường tự hạ tâm, khắp hành cung kính, tức là thấy tánh thông đạt lại không bị ngăn trệ, ấy là tự quy y. Sao gọi là viên mãn báo thân Phật? Thí như một ngọn đèn hay trừ ngàn năm tối, một trí tuệ hay diệt muôn năm ngu. Chớ suy nghĩ về trước, đã qua không thể được, thường phải nghĩ về sau, mỗi niệm tròn sáng tự thấy bản tánh. Thiện ác tuy là khác mà bản tánh không có hai, tánh không hai đó gọi là tánh thật. Ở trong thật tánh không nhiễm thiện ác, đây gọi là viên mãn báo thân Phật. Tự tánh khởi một niệm ác thì diệt muôn kiếp nhân lành, tự tánh khởi một niệm thiện thì được hằng xa ác hết. Thẳng đến vô thượng bồ đề, niệm niệm tự thấy chẳng mất bản niệm gọi là báo thân. Sao gọi là thiên bá ức hóa thân Phật? Nếu chẳng nghĩ muôn pháp thì tánh vốn như không. Một niệm suy nghĩ gọi là biến hóa, suy nghĩ việc ác là hóa làm địa ngục, suy nghĩ việc thiện thì hóa làm thiên đường, độc hại thì hóa làm rồng rắn, từ bi thì hóa làm bồ tát, trí tuệ thì hóa làm thượng giới, ngu si thì hóa làm hạ giới. Tự tánh biến hóa rất là nhiều, người mê không hay tỉnh giác, mỗi niệm khởi ác thường đi trong con đường ác, xoay về một niệm thiện, trí tuệ liền sanh, đây gọi là tự tánh hóa thân Phật. Này thiện tri thức, từ pháp thân suy nghĩ tức là hóa thân Phật, niệm niệm tự tánh tự kiến tức là báo thân Phật, tự ngộ tự tu tự tánh công đức, ấy là chân thật quy y. Da thịt là xác thân, xác thân đó là nhà cửa, không nói là quy y vậy. Chỉ ngộ tự tánh ba thân tức là biết được tự tánh Phật. Tôi có một bài tụng vô tướng, nếu người hay chỉ tụng ngay nơi lời nói, liền khiến cho ông tội mê từ nhiều kiếp một lúc liền tiêu diệt. Tụng rằng: người mê tu phước chẳng tu đạo, chỉ nói tu phước liền là đạo. Bố thí cúng dường phước vô biên, trong tâm ba ác xưa nay tạo. Nghĩ muốn tu phước để diệt tội, đời sau được phước tội vẫn còn. Chỉ hướng trong tâm trừ tội duyên, mỗi người tự tánh chân sám hối. Chợt gặp đại thừa chân sám hối, trừ tà hành chánh tức không tội. Học đạo thường nơi tự tánh quán, tức cùng chư Phật đồng một loại. Tổ ta chỉ truyền pháp đốn giáo, các nguyện kiến tánh đồng một thể. Nếu muốn đời sau tìm pháp thân, lìa các pháp tướng trong tâm sạch. Nỗ lực tự thấy chớ lơ là, một niệm chợt dứt một đời thôi. Nếu gặp đại thừa được thấy tánh, thành tâm cung kính chắp tay cầu. Mê nhân tu phúc bất tu đạo, chỉ ngôn tu phúc tiện thị đạo. Bố thí cúng dường phúc vô biên, tâm trung tam ác nguyên lai tạo. Nghĩ tương tu phúc dục diệt tội, hậu thế đắc phúc tội hoàn tại. Đán hướng tâm trung trừ tội duyên,
các tự tánh chung chân sám hối, hốt ngộ đại thừa chân sám hối, trừ tà hành chánh tức vô tội, học đạo thường ư tự tánh quán, tức giữ chư Phật đồng nhất loại, ngô tổ duy truyền, thử đốn pháp, phổ nguyện kiến tánh đồng nhất thể, nhược dục đương lai minh pháp thân, ly trừ pháp tướng tâm trung tẩy, nỗ lực tự kiến mạc du du, hậu niệm hốt tuyệt nhất thế hưu, nhược ngộ đại thừa đắc kiến tánh, kiển cung hiệp trường trí tâm cầu. Tổ nói, này thiện tri thức, phải tụng lấy y đây tu hành, ngày nơi lời nói mà thấy tánh, tùy cách tôi ngàn dạo như thường ở bên cạnh tôi, nơi lời nói này mà chẳng ngộ, tức là đối diện với tôi mà cách xa ngàn dặm, đâu cần từ xa đến đây, trân trọng đi được an vui. Cả chúng nghe pháp rồi không ai mà chẳng khai ngộ, để hoan hỷ phụng hành. Phẩm thứ 7, cơ duyên. Tổ từ được pháp huỳnh